số. Chồng cài vợ cây con trâu đi bừa. Cốt ơi, chuyện trên đồng cạn dưới đồng sâu, và chuyện con trâu với cái cày đã là chuyện xưa ở chốn nông thôn. Chớ nay chúng ta đã chung sức nhau xây dựng nền văn minh. Hương lúa mới đưa về ngâm mấy câu giữa đồng nhớ xưa rồi so sánh ngày nay. Bây giờ nông thôn mới là đây, có cô có tôi có tất cả mọi người đồng tâm. Thuở xưa chốn quê luôn cảm phận cây cài cực công, giao thông đã thông tận đồng xa. Nông thôn mới khởi sắc nhà nông, nông dân mới nâng kiến thức sáng tạo càng cao. Giờ đây tiếng mái trên đồng chung nên bóng con trâu cài sẽ lùi vào ký ức ngày qua. Anh ơi, ký ức ngày qua đã đồng thành câu ca dao từ ngàn năm trước. Đồng càng đồng sâu, chồng vợ dân trâu cài. Nhớ chuyện hôm qua để thấy cuộc sống mới bây giờ. Còn cảnh đời tâm tôi khi lớp trẻ chúng mình đã đem kiến thức về xây dựng nông thôn. Khi mọi việc làm có chủ trương chung, nông nghiệp, nông thôn và nông dân liền khúc ruột. Anh lái mái xuống đồng, em ngồi dắt dẻo trên bờ đê, lòng nghe thiệt vui nhìn đê cao ruộng. Ra cô cũng đi làm mướn cho cánh đồng vàng tươi ẩn lúa chín thơm nồng. Vậy là tôi với cô đồng hội đồng thuyền, đồng hội nông dân thì út đồng ý, chứ đồng thuyền thì út hồng dân. Nổi dân ai chịu ngô mất tới dân làm mướn. Đó là mướn thì đây cũng là mướn, chỉ khác máy gặt đập và máy xếp dài vô bao. Ngày xưa đã từng có câu, ai bảo chăn trâu là khổ. Ngày nay tôi cũng thường tự nhủ, cái kiếp nhà nông của nông thôn mới mấy ai bây. Cánh đồng màu lớn ngày nay vang tiếng máy rộn ràng. Tiếng máy gặt đập của tôi đưa lúa vàng từ ruộng thấp, máy vô bao xếp dài của em chờ đi cao.
cho cùng nông thôn mới ngày nay người làm có mấy ai sánh kịp. Bởi chồng không còn cánh đồng càng đồng sâu, vợ không còn cánh đưa cháu đi bừa. Nếu nói cô làm mướn tôi có khác gì đâu, cơ giới này xuống ruộng làm mướn trên cánh đồng đỡ sức người nghề nông, làm mướn giờ khác xưa. Nông thôn mới có kiểu làm mướn mới, cơ giới sẽ thay cho sức con người. Ông chủ bây giờ cũng khác ông chủ xưa, khi chính tay mình lãi mái thu hoạch lúa. Gió ơi, gió đang nói những gì? Gió đang thì thầm chuyện làm mướn của hai